Sự bí ẩn của âm và dương. Tại sao nhiều người lại thích tìm bạn trai hay bạn gái? Bởi vì họ thiếu âm hoặc dương. Chúng ta khi sinh ra đã có ước muốn tìm kiếm Thượng Đế. Trước khi tìm thấy Thượng Đế, chúng ta bèn tự ý vớ lấy một người, cho nên mới kiếm bạn trai, bạn gái hay lập gia đình, vân vân. Trong lúc thương yêu nhau, hai người đều ban phát cho nhau. Một người cho âm, một người cho dương, cho nên hai người đều rất sung sướng, tự nhiên, cảm thấy rất thoải mái và mãn nguyện. Cho nên quý vị thấy khi quý vị đang yêu, ôi chao, thật là hạnh phúc. Bởi vì quý vị cho nhau một cách tự nhiên, sau đó quý vị tự nhiên có âm và dương. Thượng Đế an bài sự lưu thông như vậy. Tuy nhiên sau đó người ta có khuynh hướng quên đi và trở thành mất tự nhiên. Khi yêu nhau một thời gian, hai bên đều chờ đợi nhau. Bởi vì trong lúc yêu thương, chúng ta cảm thấy rất sung sướng, ban tặng nguyên khí âm dương một cách tự nhiên, cho nên hai người đều rất sung sướng. Bỗng nhiên một ngày nọ, chúng ta quen với cảm giác đó, nghĩ rằng vì có người đó nên ta mới sung sướng, không biết rằng chính Thượng Đế truyền điện cho chúng ta một cách tự nhiên. Khi quý vị không suy nghĩ Thượng Đế truyền nguyên khí này cho hai người một cách tự nhiên, để họ cùng nhận được sự hỗ trợ. Điều này được ban tặng một cách tự nhiên khi quý vị không suy nghĩ. Cho nên cả hai người đều rất sung sướng. Khi quý vị bắt đầu nghĩ ngợi, lúc đó gọi là tưởng nhớ. Tưởng nhớ đến người đó, cho rằng vì có người đó nên chúng ta mới sung sướng như vậy. Thế là chúng ta bắt đầu có sự ràng buộc và muốn trói người đó lại bên mình để được sung sướng mãi như thuở ban đầu mới yêu. Khi chúng ta bắt đầu nghĩ như vậy, chúng ta đã biến nguyên khí đó thành hữu hạn, cho rằng đó là sự ban tặng của người đó, chứ không phải từ Thượng Đế. Cho nên nguyên khí đó bỗng nhiên bị gián đoạn. Bởi vì ý niệm của chúng ta rất mạnh, muốn gì được nấy. Cho nên vừa mới suy nghĩ như vậy, thì hệ thống đó lập tức bị gián đoạn. Từ đó hai người nương tựa vào nhau. Vì họ cảm thấy thiếu thốn điều gì đó, họ cứ tìm kiếm mãi. Không cảm thấy mãn nguyện, họ sẽ túm lấy, trói buộc và nắm giữ nhau, và cùng chìm sâu trong đau khổ. Vốn là hai người, sau khi sống chung hòa hợp với nhau đã biến thành tựa như là một người, nhưng vẫn còn hai cái ngã chấp, hiểu không? Nguyên khí dính với nhau, nhưng ngã chấp thì không dính. Sau đó bắt đầu có chuyện. Bởi vì mỗi chúng ta vốn đã có sẵn nguyên khí và ngã chấp của chính mình, tự kiểm soát đời sống của chính chúng ta, tự làm chủ chính chúng ta. Khi chưa quen biết người đó, chúng ta đều tự chủ cả. Hôm nay ta muốn coi tivi, ta muốn ăn món chay đó là tôi sẽ ăn, không cần để ý đến người khác. Sau khi hai người sống bên nhau, họ trở thành một, hỗ trợ lẫn nhau và vui vẻ bên nhau. Tuy nhiên ngã chấp của họ không trở thành một. Hai người đều không quen với hai cái ngã chấp, mà đều đi theo ngã chấp của mình. Hôm nay một người muốn coi tivi, còn người kia muốn đi bơi. Hai cái đầu không hòa hợp với nhau, lúc đó mới sinh ra phiền não. Hai người đều muốn làm chủ, mặc dầu không phải là cố ý. Họ quên rằng bây giờ tất cả mọi vốn liếng của họ đều đã đầu tư vào một nơi, nhưng có hai ông bà chủ. Lúc đó hai ông bà chủ bắt đầu cãi nhau vì ai cũng muốn làm chủ. Cho nên hôn nhân đổ vỡ từ điểm này. Rồi cứ cãi nhau mãi, không hài lòng với tình yêu, hai cái ngã chấp cố gắng trở thành người chủ duy nhất. Muốn thủ tiêu hay đè bẹp đối phương, vì cả hai người đều làm vậy cho nên mới có sự giằng co và đau khổ. Tình yêu bắt đầu tan biến, nguyên khí cũng tiêu tan. Sự kết nối với nguồn nguyên khí lớn nhất từ Thượng Đế bị đứt đoạn. Bây giờ chỉ còn lại hai người nương tựa lẫn nhau. Nguyên khí của con người có hạn cho nên mới càng ngày càng cảm thấy thiếu thốn. Họ bắt đầu trách cứ người kia. Bây giờ anh, em không yêu tôi nữa. Rồi cứ ở đó kiếm lỗi. Hồi xưa anh, em đâu có như thế. Hồi xưa không nhìn thấy gì cả. Lúc đó nguyên khí còn rất sung mãn, rất sung sướng. Cho dù tóc họ có bạc trắng cũng không nhìn thấy, tóc rụng đầy đất cũng không thấy.
còn vừa quét nhà vừa hát nghêu ngao là la la la. Mái tóc em đẹp quá, anh yêu em. Giờ đây một sợi tóc rơi trên gối thôi cũng không chịu nổi. Họ bắt đầu kiếm chuyện, bên này đào một chút, bên kia khơi ra một chút khuyết điểm. Bởi vì không còn vui vẻ, không được mãn nguyện, và cũng bởi vì có hai cái ngã chấp. Hai ông chủ tranh quyền nhau, bởi vì cả hai đều muốn làm chủ, dĩ nhiên một người phải bị loại ra. Khi chúng ta mới bắt đầu tu hành, điều đáng sợ nhất là bị người ta lôi kéo vào bàn môn tả đạo. Tả đạo nghĩa là đường bên cạnh, không nhất thiết là những thứ dễ bùa, niệm chú, hú la hấp, này kia kia nọ. Không nhất định là như vậy. Tả đạo chỉ có nghĩa là con đường mà chúng ta không nên đi. Những người mới tu, tâm còn chưa vững, điều đáng sợ nhất là bị nữ sắc hay tình yêu thu hút. Sau đó chúng ta sẽ bị yếu đuối, quên đi việc lấy nguyên khí từ Thượng Đế. Khi chúng ta nương tựa vào một người yếu ớt để cho chúng ta sự khoái lạc, thì chúng ta tàn đời. Một khi chúng ta bị chi phối quá nhiều, sự tu hành của chúng ta sẽ bị ngưng ở đó, không tiến bộ nữa. Cho nên người thời xưa mới khuyên người tu hành nên xuất gia. Sau khi xuất gia tốt nhất đừng nên nhìn phái nữ. Người Ấn Độ có câu, cho dù người nữ đó đã 70 tuổi, răng đã rụng hết, tóc không còn một cọng, bệnh sắp chết, nằm trên giường cũng không nên ngó. Họ sợ đến như thế đó, hiểu không? Bởi vì sợ những người mới tu không đủ biện pháp kềm chế. Nếu một khi bị kéo đi, thì duyên với Thượng Đế sẽ bị đứt đoạn. Sau khi đứt đoạn với Thượng Đế, thì nghĩ rằng người kia mang đến cho mình hạnh phúc, cho nên cả hai cạn lúc càng mất dần nguyên khí, bởi vì cả hai nương tựa vào nhau. Một khi Thượng Đế thấy quý vị nương tựa vào người khác, Ngài sẽ nói, được, ngươi không cần ta nữa, chào. Đây là một hệ thống tự động rất tự nhiên. Quý vị muốn gì sẽ được nấy. Cho nên Thánh Kinh mới nói, nếu quý vị cầu nguyện với Thượng Đế, quý vị tìm được thiên quốc bên trong, và rồi mọi thứ sẽ được thêm vào cho quý vị. Nếu như quý vị chỉ cầu mong những điều nhỏ nhặt, thì quý vị chỉ được những điều nhỏ nhặt ấy mà thôi. Hệ thống tự nhiên là như thế. Đó là vì sao nhân loại trên thế giới tìm không ra Thượng Đế. Mỗi ngày đọc bao nhiêu kinh điển nhưng cũng không thấy được ai. Cầu điều gì cũng không linh. Nếu họ không dựa vào người khác thì họ dựa vào những dòng chữ đã viết hoặc đã đánh máy. Cho nên Thượng Đế cũng không có cách nào hơn. Khi chúng ta yêu thương người nào, nguyên khí của chúng ta sẽ hợp cùng một khối với người ấy. Sau đó sẽ dứt không ra. Không dứt ra được nhưng lại có hai cái đầu. Nếu hai cái đầu này hướng về hai phía khác nhau thì sẽ có vấn đề lớn, sinh ra cãi giả và bất hòa. Bây giờ quý vị hiểu tại sao có cãi giả chưa? Bởi vì cả hai đều muốn làm chủ. Nhiều khi chỉ là vô tình, không có cố ý, nhưng thói quen là như thế. Chúng ta đã quen sống một mình, từ lúc sinh ra cho đến 20, 30 tuổi đều làm việc một mình, tự mình làm chủ. Quyết định lúc nào muốn ăn cơm, lúc nào muốn đi cầu. Ồ, điều này cũng dễ thương lượng. Nhưng rất nhiều chuyện không thể thương lượng được. Ai cũng cứng rắn cho rằng mình là đúng. Có những lúc không phải họ cố ý, mà chỉ là thói quen. Họ không quen nghĩ đến người khác, cho nên rất nhiều cuộc hôn nhân, ái tình bị đổ dở. Chúng ta cũng không thể trách cứ người khác, vì sao hôm nay đang yêu, ngày mai lại bỏ nhau. Hôm nay kết hôn, năm sau lại ly hôn. Bởi vì họ không hiểu tâm lý và hệ thống tự nhiên này. Lúc hai người yêu nhau, họ sẽ hỗ tương cho nhau. Một người bổ sung âm, một người bổ sung dương. Chào ơi, thật là đầy đủ, thật là sung sướng, rồi họ say mê. Bởi vì con người cũng là đại biểu của Thượng Đế, họ có cơ xưởng phát điện giống như Thượng Đế. Cho nên nếu một người nào yêu thương quý vị, thì cũng giống như Thượng Đế yêu thương quý vị. Vì vậy quý vị cảm thấy rất sung sướng khi cả hai thương nhau, cả hai cảm thấy thật đầy đủ, phải không? Quý vị biết khi những người đang yêu nhau, trong họ ngây ngô, không còn quan tâm đến điều chi. Sau đó nếu họ bị bỏ rơi, hoặc là tình yêu bị phân ly, thì họ đau khổ vô cùng, giống như bị mất đi nguyên khí, như điện đột nhiên bị gián đoạn,
cho nên rất đau khổ. Vì vậy mà người ta mới thích yêu thương, bởi vì rất sung sướng. Thật ra sự sung sướng không phải là do người kia mang lại, mà là do nguyên khí được bổ sung, nên mới sung sướng. Chúng ta sẽ không bị thất vọng nếu từ ban đầu chúng ta tìm đến xưởng phát điện lớn nhất, thì sẽ không bị thất vọng. Giả lại còn có thể dùng được vĩnh viễn. Sau khi chúng ta đã cứng cáp, chúng ta muốn yêu thương cũng không trễ, muốn tìm một người bạn cũng không hề gì. Sợ rằng lúc đó chúng ta không còn muốn điều gì nữa. Có cũng được, không có cũng xong. Có thêm một cái ngã nữa, chỉ phiền phức thêm mà thôi. Nếu chỉ có một cái ngã chấp thôi, thì sẽ tránh được sự phiền phức của hai cái ngã chấp. Tối đi ngủ, một người muốn mở cửa sổ, còn người kia thì muốn đóng cửa sổ. Một người muốn mở đèn, còn người kia thì muốn tắt đèn. Ngay cả những chuyện nhỏ cũng xin cãi giả, đúng không? Rồi khi sinh con lại càng dễ cãi nhau hơn. Một người muốn em bé như thế này, người kia muốn em bé thế nọ. Một người muốn dạy con thế này, còn người thì muốn dạy con thế kia, cho rằng làm thế mới tốt. Không ai nhường ai cả, cả hai đều cho rằng mình đúng. Xin lỗi, bởi vì ai cũng là thượng đế cả. Thật ra nửa linh hồn kia của chúng ta không thể tìm được ở thế giới này. Chỉ khi tìm thấy được con người thật của mình, lúc đó chúng ta mới thật sự tìm thấy một nửa linh hồn kia của mình. Cho nên ngay cả khi hôn nhân của chúng ta rất mỹ mãn, tiền bạc đầy đủ, chúng ta vẫn cảm thấy thiếu một điều gì. Bởi vì giữa hai người không đủ nguyên khí để bổ sung cho nhau, trừ khi chúng ta thật sự hiểu rõ nguyên khí của chúng ta và nguyên khí của đối phương từ đâu mà có. Rồi chúng ta không phải lo sợ nguồn cung cấp của mình bị đứt đoạn. Nhưng nói thì dễ, hiểu được mới là điều khó. Tuy nhiên ít nhất chúng ta cũng cần phải có khái niệm này, và rồi chúng ta cố gắng mỗi ngày tu hành. Ý chí của chúng ta sẽ ngày càng mạnh mẽ, sau đó chúng ta muốn điều gì thì có điều đó. Lúc đó chúng ta sẽ có thần thông lớn nhất, thứ thần thông vô hình, không cần phải niệm phù chú nữa. Chỉ cần nghĩ tới, và quý vị sẽ có tất cả. Tầm quan trọng của việc dạy dỗ thai nhi. Huấn luyện trẻ em phải bắt đầu từ trong bụng mẹ. Trong lúc có mang phải nói điều tốt, chuyện khẳng định. Đọc sách cho trẻ em nghe, hãy đọc từ điển. Mỗi ngày đọc mấy trang cho nó nghe, lúc ra đời là nó có thể nói chuyện với quý vị liền. Đúng vậy. Chỉ số thông minh IQ của đứa bé sẽ cao hơn. Thường xuyên hát cho nó nghe, hát những bài ca tốt khẳng định, chỉ số thông minh của nó sẽ được nâng cao. Có lẽ 50% hay 20%. Trong lúc thai nghén kích thích tiềm năng của nó, hệ thống thần kinh của nó sẽ phát triển nhiều hơn. Khi ra đời, nó sẽ rất thông minh hơn các trẻ em không được nghe hát, không được nghe nói chuyện. Nghe nói để một miếng sắt dưới gối ngủ cũng có ích lợi, không hiểu tại sao như vậy. Nhưng hình như có thể tăng trí thông minh, sư phụ nghe nói vậy. Quý vị thử xem, điều này sư phụ không bảo đảm, chỉ nghe nói mà thôi. Trẻ em ngày nay rất thông minh, quý vị biết tại sao không? Bởi vì đa số phụ nữ trong lúc có mang đều coi tivi, cung cấp tài liệu cho nó sẽ thu nhận được. Bởi vì não bộ của thai nhi đã bắt đầu trưởng thành, cho nên những gì người mẹ hấp thụ, thai nhi bên trong cũng hấp thụ được. Đừng cho rằng qua một cái bụng nó sẽ nghe không được. Thật ra quý vị sẽ ảnh hưởng nó, vì quan hệ mẫu tử rất mật thiết. Quý vị ăn thức ăn gì, suy nghĩ điều gì, đều sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Cho nên phải ăn nhiều thức ăn bổ não, chẳng hạn như rau dền, các loại cải xanh, như vậy trẻ em sinh ra sẽ rất dễ coi, rất thông minh. Muốn trẻ em đẹp, trong nhà nên treo hình người đẹp, có đạo đức, trẻ em sinh ra sẽ rất thanh tú, nhất định sẽ có ảnh hưởng. Quý vị nghĩ đến người nào, trẻ em sẽ giống người đó. Đa số trẻ em lúc ra đời rất giống cha, bởi vì người quý vị thương nhất chính là chồng của quý vị, ghét nhất cũng là ông ta. Cho nên mỗi ngày nhớ đến ông, trẻ em nhất định sẽ giống cha. Đa số các trẻ em lúc mới ra đời đều giống cha nhiều hơn giống mẹ, như vậy cũng tốt. Đây là sự an bài của Thượng Đế. Vì không cần biết diện mạo trẻ em như thế nào, phụ nữ đều biết đó là con của họ.
Còn người chồng không thể biết chắc chắn được, phải không? Nếu trẻ em giống cha, ông sẽ rất mừng, sẽ săn sóc nó, thương nó nhiều hơn. Đây là sự an bài của Thượng Đế, cho nên đừng ganh tị mà nói rằng, quái lạ, các con sinh ra đều giống cha chúng mà không giống tôi. Điều đó là tự nhiên thôi. Điều quan trọng là không bị phiền nhiễu. Tốt nhất đừng làm việc với những người mà quý vị không hòa hợp được. Thí dụ quý vị muốn họ làm điều này, nhưng họ muốn làm điều kia. Quý vị bảo họ làm điều này, họ cố tình làm cho chậm. Quý vị tự làm còn nhanh hơn. Họ sẽ giúp quý vị nhưng không sẵn lòng, hoặc họ nhìn vào mặt quý vị như thể họ không biết làm sao để làm, nhưng trên thực tế họ biết. Họ chỉ muốn thoái thác hoặc thu hút sự chú ý của quý vị như một đứa trẻ. Họ biết làm sao, nhưng họ làm một cách chậm chậm và thật tệ để quý vị sẽ phải tự làm lấy. Tránh những người đó. Đừng làm việc với những người phiền phức hoặc không muốn hợp tác, hoặc những người không hòa hợp được với quý vị. Chẳng trách gì Phật Thích Ca Mâu Ni và những vị đại minh sư đều rời nhà để xuất gia. Họ nói rằng con đường tại gia rất hẹp. Tôi không nói con đường của quý vị là rất hẹp. Ý tôi là của đại đa số người. Đối với quý vị, những người tu hành tại gia cũng giống như xuất gia. Đó là bởi vì quý vị hiểu giáo lý và sự nhận thức của quý vị có khác. Đồng thời, quý vị hòa thuận với người phối ngẫu. Quý vị chỉ có một người phối ngẫu cho nên dễ hơn. Do đó, nếu quý vị bị bệnh, quý vị chỉ cần để ý đến những khía cạnh này. Không phải vì quý vị ăn không đủ hoặc cần uống thuốc. Đó là bởi vì quý vị có quá nhiều lo lắng và áp lực. Càng có nhiều lo lắng, sức khỏe quý vị càng tệ hơn và tinh thần quý vị trở nên yếu hơn. Rồi ngay cả hệ miễn nhiễm cũng ngày càng yếu đi, rồi quý vị bị bệnh. Điều quan trọng nhất là đừng để bị phiền nhiễu. Quý vị không thể để cho người khác tạo áp lực cho quý vị. Đôi khi người thân có thể tạo áp lực cho quý vị vì họ cứ muốn sự chú ý của quý vị và không biết rằng họ đang tạo áp lực cho quý vị bằng cách này. Tình thương là phải vô điều kiện nhé. Thương không phải là nắm bắt người ta. Thương khác với chiếm hữu. Một số người nói họ thương quý vị nhưng họ rất chiếm hữu và họ khiến cho quý vị cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Bởi vì họ thương quý vị không đành lòng nói gì hoặc rời xa họ. Và quý vị không biết làm sao tách rời khỏi họ. Nếu chỉ là giữa vợ chồng, quý vị có thể nói chuyện với nhau, không sao. Nhưng nếu quý vị có quá nhiều thân nhân và mọi người đều đòi hỏi những điều khác nhau thì sẽ rất mệt mỏi. Họ không cố ý làm vậy, họ không. Chỉ là họ như vậy. Và cũng liên quan đến nghiệp quả của họ từ những kiếp trước, kẻ thù tiền kiếp sẽ trở lại làm người yêu. Làm người yêu cũng mệt mỏi. Tránh xa họ và để họ làm việc ở một khoảng cách. Đừng để họ chia sẻ mỗi bước trong công việc của quý vị. Như vậy sẽ không xong. Họ càng giúp quý vị càng bận rộn hơn. Họ càng thương quý vị càng mệt mỏi hơn. Vậy thôi. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong các bản tin và trong các buổi trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư.